Trong những bộ phim nổi tiếng, có một khoảnh khắc quan trọng mà nhân vật chính phải đối mặt với quyết định không thể né tránh, một ngã rẽ buộc họ phải bước ra khỏi cuộc sống quen thuộc và đối đầu với thử thách lớn lao. Đây thường là thời điểm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của câu chuyện, nơi họ không thể quay trở lại và phải tự hỏi bản thân. Mình thực sự là ai? Khả năng của mình đến đâu? Đây là công cụ giúp câu chuyện đi đến cao trào và mang lại một cái kết đầy thỏa mãn. Nhưng còn nhân loại thì sao? Liệu chúng ta đã bước đến điểm không thể quay lại của chính mình chưa? Trong cuộc chiến với biến đổi khí hậu, chúng ta cũng đang đối mặt với một ngã rẽ tương tự. Không còn nhiều thời gian để lưỡng lự. Những lựa chọn chúng ta đưa ra ngay lúc này sẽ quyết định tương lai của cả hành tinh. Đây không phải là viễn cảnh của một bộ phim, mà là thực tế chúng ta đang sống. Liệu chúng ta có đủ dũng cảm và quyết tâm để bước qua ngưỡng cửa đó, sẵn sàng đối mặt với những thử thách chưa từng có, hay sẽ đứng nhìn cơ hội trôi qua? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chạm tới ngưỡng này, ngưỡng không thể quay lại? Biến đổi khí hậu đã đưa nhân loại đến ngưỡng cửa đó. Nếu chúng ta không giảm thiểu đáng kể lượng khí nhà kính trước năm 2035, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu vượt mức 2 độ C. Nghe qua, điều này có vẻ không quá đáng sợ, nhưng hệ lụy của nó sẽ lan rộng và gây ra những thảm họa mà chúng ta khó có thể đối phó. Thế giới sẽ trở nên nguy hiểm hơn, đe dọa phần lớn sự sống trên trái đất. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những đợt sóng nhiệt chết người, nước biển dâng tràn và những cơn bão cực đoan. Các hệ sinh thái bị phá vỡ, nhiều loài sẽ tuyệt chủng và cuộc sống hàng ngày sẽ bị gián đoạn liên tục đến mức chính phủ không thể kiểm soát. Xã hội mà chúng ta biết có thể rơi vào sự hỗn loạn. Vậy tại sao chúng ta không ngăn chặn thảm họa này? Dù có nhiều tiến bộ trong công nghệ và nghiên cứu về khí hậu, tại sao hành động của nhân loại vẫn chưa đủ để bảo vệ trái đất? Câu trả lời phức tạp, nhưng có một số yếu tố quan trọng. Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, khó khăn trong việc truyền đạt thông tin và những cách tiếp cận chưa hiệu quả từ một số tổ chức. Trong nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp đã tác động lên cách chúng ta nhìn nhận vấn đề, khiến cho việc đưa ra các biện pháp nhanh chóng trở nên khó khăn hơn. Các chiến lược quảng bá về phát triển bền vững có thể mang đến cảm giác tích cực cho người tiêu dùng, nhưng đôi khi những giải pháp này chưa thực sự tạo ra thay đổi đáng kể cho môi trường. Dù sự quan tâm đến hành tinh của chúng ta đang ngày càng tăng, chỉ những nỗ lực đơn lẻ sẽ không đủ. Chúng ta cần hợp tác và hành động mạnh mẽ hơn trước khi cơ hội trôi qua. Tôi là Keaton, và bạn đang xem tại Keaton Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ sự nguy hiểm mà biến đổi khí hậu đang dần đưa chúng ta đến điểm không thể quay đầu. Đây không phải chỉ là một tương lai xa xôi, mà là thực tế đang dần hiện hữu trước mắt. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để đảo ngược thảm họa này trước khi quá muộn, và liệu nhân loại có đủ khả năng để ngăn chặn ngày tận thế khí hậu này. Khi chúng ta hướng đến năm 2035, thời điểm này không chỉ là một con số ngẫu nhiên, mà là một mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Được xác định dựa trên dữ liệu khí hậu và các phát hiện khoa học, thời hạn này yêu cầu chúng ta phải hành động ngay lập tức. Để giữ cho mức nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C, chúng ta cần giảm 60% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2035. Điều này có nghĩa là vào năm 2030, chúng ta phải giảm ít nhất 43% khí thải, đồng thời giảm 1/3 lượng khí mê tan. Mục tiêu lớn hơn là đạt được phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Điều này sẽ giúp giữ nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Tuy nhiên, những ước tính này không phải là chắc chắn. Các nhà khoa học khí hậu luôn làm việc với xác suất và những biến số khó lường. Chúng ta cần nhận thức rằng các kế hoạch giảm phát thải hiện tại có thể dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ vượt quá dự kiến, bởi vì hệ thống khí hậu của trái đất rất phức tạp và nằm ngoài khả năng dự đoán hoàn toàn của chúng ta. Tuy nhiên, một điều rõ ràng là hành động càng khẩn cấp càng tốt. Nếu chúng ta không hành động đủ, những hậu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn đến chính cuộc sống của chúng ta. Sự gia tăng nhiệt độ dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ hơn, gây ra các vấn đề như tai nạn giao thông tăng lên, chất lượng giấc ngủ kém và tình trạng mãn tính gia tăng. Phụ nữ mang thai có nguy cơ cao hơn về tình trạng sinh non và bạo lực xã hội có thể gia tăng khi áp lực lên cộng đồng tăng lên. Khi bầu trời mùa hạ trở nên nóng bỏng và những cơn bão nhiệt đới bắt đầu cuồn cuộn, chúng ta không còn nghi ngờ về những dấu hiệu mà hành tinh đang phát đi. Những thay đổi này không chỉ giới hạn ở việc ngày càng nóng lên hay nước biển dâng cao, mà còn lan rộng như một loạt những phản ứng dây chuyền đầy xã hội và tự nhiên đến bờ vực nguy hiểm. Ở Bắc Cực, những tảng băng vĩnh cửu đang bị tan chảy nhanh chóng. Càng ngày, nhiều nước ngọt từ Greenland chảy vào đại dương, gây ra một sự bất ổn to lớn cho dòng chảy Gulf Stream. Dòng hai lưu này hoạt động như một hệ thống tuần hoàn khổng lồ, điều chỉnh nhiệt độ và khí hậu trên toàn bộ Đông Bắc Mỹ và Tây Âu. Khi dòng chảy này yếu dần, hiệu ứng không chỉ giới hạn trong các biểu đồ thời tiết mà sẽ lan rộng đến từng góc nhỏ của cuộc sống con người. Mùa đông ở các khu vực từng được dòng Gulf Stream giữ ấm
sẽ trở nên khắc nghiệt hơn, mang theo những cơn rét tê buốt vượt ngoài sự dự đoán. Ngược lại, ở những nơi khác, đặc biệt là miền Đông Nam Hoa Kỳ, không khí mát mẻ mùa hè sẽ biến mất, để lại những ngày dài ngột ngạt, nóng bức. Những ngày mà hơi thở thôi cũng trở thành gánh nặng. Không chỉ vậy, khi mực nước biển dâng cao, các thành phố ven biển sẽ phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cơ sở hạ tầng, những ngôi nhà ven biển, tất cả sẽ bị đe dọa nhấn chìm trong biển nước. Không chỉ có những con số khô khan, sự sụp đổ của dòng Gulf Stream sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả những hệ sinh thái quan trọng. Từ Bắc Cực băng giá cho đến những dãy núi hùng vĩ, sự sống bắt đầu lâm nguy. Thức ăn từ biển, tảo và động vật phù du bắt đầu suy giảm và theo sau đó là sự sụt giảm số lượng của các loài phụ thuộc vào chúng như hải cầu và gấu Bắc Cực. Như một mặt xích bị rồi ra khỏi chuỗi sinh tồn, những sinh vật này sẽ không còn tìm thấy nguồn thức ăn để sinh tồn và số phận của chúng cũng mong manh hơn bao giờ hết. Khi mọi thứ lâm vào hỗn loạn, xã hội loài người cũng không đứng ngoài cuộc. Thiếu hụt lương thực, áp lực ngày càng tăng lên cộng đồng, dẫn đến sự gia tăng căng thẳng và bạo lực. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến một thế giới với những xung đột nhiều hơn. Và giữa sự bất ổn ấy, dòng Gulf Stream, nhân tố tưởng chừng bình lặng, chính là một trong những mặt xích quan trọng giữ sự cân bằng của toàn cầu. Nếu dòng hai lưu này sụp đổ, điều mà một nghiên cứu năm 2023 dự báo có thể xảy ra vào năm 2095, thế giới sẽ đứng trước những biến động không thể lường trước. Bởi vì trái đất là một hệ thống phức tạp, khi một phần bị phá vỡ, những phần khác cũng sẽ rối loạn theo. Sự sụp đổ của dòng Gulf Stream có thể kích hoạt hiện tượng El Niño ở Nam Bán Cầu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, gây ra những cơn bão lớn, lũ lụt và cả nhiệt độ khắc nghiệt. Các quốc gia sống nhờ vào lượng mưa ổn định để trồng trọt có thể sẽ không còn nước để nuôi sống hàng tỷ người. Đây không còn là vấn đề của tương lai xa xôi, mà là một cuộc khủng hoảng hiện hữu đang tiến dần về phía chúng ta. Những hậu quả, từ khí hậu cho đến sự sống, từ các hệ sinh thái tự nhiên đến nền kinh tế toàn cầu, đang ngày một hiện ra rõ rệt. Và điều đáng nói nhất là chúng ta vẫn còn cơ hội để ngăn chặn nó, nếu chúng ta hành động ngay bây giờ. Biến đổi khí hậu không còn là những dự đoán xa vời, mà đã và đang diễn ra quanh ta, từng chút một, âm thầm và khốc liệt. Suy giảm sản xuất nông nghiệp, hạn hán kéo dài, các sự kiện thời tiết cực đoan và hệ sinh thái sụp đổ không chỉ là thảm họa tự nhiên, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và sinh kế của hàng tỷ người trên khắp hành tinh. Khi nhiệt độ trái đất tiếp tục gia tăng, sản lượng nông nghiệp bị suy giảm một cách đáng kể, khiến các quốc gia vốn phụ thuộc vào mùa màng lương thực đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lương thực nghiêm trọng. Tình trạng này càng trầm trọng hơn với những đợt hạn hán bất thường và lũ lụt dồn dập, gây thiệt hại nặng nề cho các vùng đất canh tác. Bên cạnh đó, sức khỏe cộng đồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhiệt độ cao làm gia tăng các bệnh mãn tính, ảnh hưởng đến hô hấp và tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đợt sóng nhiệt kéo dài dẫn đến tỷ lệ tử vong gia tăng, đặc biệt ở các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người già và trẻ em. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta vẫn để điều này tiếp diễn? Mặc dù những cảnh báo về biến đổi khí hậu đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đổ hàng tỷ đô la vào việc khai thác dầu mỏ và khí đốt. Những tập đoàn dầu khí lớn, ngay từ những năm 1970, đã biết rõ về nguy cơ của tình trạng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì hành động để giảm thiểu nguy cơ, họ đã chỉ hàng trăm triệu đô la để tạo ra các chiến dịch hạ thấp uy tín của các nhà khoa học khí hậu, tạo ra một bức màn mờ ám chế phủ sự thật trong mắt công chúng và chính phủ. Hậu quả là, công chúng vẫn bị lừa dối, còn ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch thì tiếp tục lợi dụng tình trạng này để duy trì lợi nhuận khổng lồ. Một trong những cách thức mà các tập đoàn dầu khí chọn để đối phó với áp lực cắt giảm khí thải là phát triển các dự án thu giữ carbon, carbon capture. Nhưng đây chỉ là một giải pháp tạm thời, mang tính vá víu và không đủ mạnh để đối phó với khối lượng khí thải khổng lồ hiện tại. Đáng chú ý hơn, phần lớn các dự án thu giữ carbon hiện nay thực chất là nhằm cải thiện việc khai thác dầu khí từ các mỏ cạn kiệt. Thay vì giảm khí thải, những dự án này lại gián tiếp khuyến khích việc khai thác nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn. Hệ quả là, không những không ngăn chặn được biến đổi khí hậu, mà chúng còn góp phần làm tăng khí thải carbon vào khí quyển. Thậm chí, công nghệ thu giữ carbon hiện tại còn đối diện với vô số thất bại. Để duy trì các cơ sở này ở quy mô cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C, chúng ta sẽ cần sản xuất lượng điện năng khổng lồ, tương đương 26.000 GWh, nhiều hơn tổng lượng điện toàn cầu trong năm 2022. Ngay cả khi các dự án này được đầu tư mạnh mẽ, chúng vẫn đối diện với các rủi ro về môi trường, bao gồm khả năng rò rỉ carbon. Ví dụ điển hình là ở Na Uy, một kho lưu trữ carbon đã bị rò rỉ, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. Cùng với thu giữ carbon, các chương trình bù trừ carbon cũng đang bị chỉ trích nặng nề. Thay vì cắt giảm thực sự,
các quốc gia và doanh nghiệp lại sử dụng các tín chỉ carbon như một cách để rửa sạch lượng khí thải. Họ tiếp tục phát thải, đồng thời mua tín chỉ để bù đắp, mà thực chất, nhiều dự án tín chỉ không mang lại hiệu quả thực tế. Ví dụ, một số dự án giảm thiểu việc chất cây có thể tạo ra tín chỉ carbon mà không thực sự thay đổi đáng kể diện tích rừng bị mất. Điều này khiến nhiều người coi hệ thống tín chỉ carbon như một cách hợp pháp hóa việc tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch. Kết quả là, hệ thống tín chỉ và thu giữ carbon hiện nay không thể giải quyết triệt để vấn đề. Những giải pháp tạm thời này không thể thay thế cho việc cắt giảm lượng khí thải một cách mạnh mẽ và trực tiếp. Theo nhiều nhà khoa học khí hậu, nếu chúng ta không thay đổi hướng đi ngay bây giờ, hành tinh sẽ đối mặt với những hậu quả không thể đảo ngược. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, nhiều nhà khoa học hàng đầu tin rằng, với tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ không thể ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu dưới mức 2 độ C. Tương lai mà chúng ta đối diện không còn là một câu chuyện viễn tưởng xa vời, mà là những cơn sóng di cư lớn, tình trạng đói kém, chiến tranh tài nguyên, cháy rừng và các thảm họa thiên nhiên khác. Những biến động này sẽ không chỉ tác động đến môi trường mà còn phá vỡ cấu trúc xã hội loài người. Bây giờ là lúc để chúng ta đối mặt với sự thật và hành động. Nếu không, hậu quả sẽ còn khôn lường hơn rất nhiều so với những gì ta có thể tưởng tượng. Chúng ta đang đối mặt với một thách thức chưa từng có, nhưng không phải không có lối thoát. Tương lai của hành tinh này sẽ không hoàn toàn bị định đoạt bởi biến đổi khí hậu nếu chúng ta biết nắm bắt những giải pháp đang hiện hữu. Trong cuộc chiến chống lại sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, có hai lĩnh vực quan trọng nhất mà nhân loại cần tập trung: sản xuất năng lượng và giao thông vận tải. Đây là hai ngành đóng góp lượng lớn khí thải nhà kính, nhưng chúng cũng chính là nơi mà những đột phá công nghệ có thể mở ra cánh cửa hy vọng. Một trong những giải pháp nổi bật nhất chính là năng lượng tái tạo. Những nguồn năng lượng tự gió, mặt trời và thủy điện không chỉ bền vững mà còn đang trở nên ngày càng rẻ hơn và dễ dàng tiếp cận hơn trên toàn thế giới. Hãy tưởng tượng những cánh đồng năng lượng mặt trời trải dài dưới ánh nắng, những tua bin gió khổng lồ xoay mình trong gió biển, và những dòng nước cuồn cuộn cung cấp nguồn năng lượng dồi dào mà không cần phải đốt một giọt nhiên liệu hóa thạch nào. Sự chuyển đổi sang năng lượng tái tạo không chỉ là một bước đi cần thiết mà còn là một cuộc cách mạng thực sự, đưa chúng ta vào kỷ nguyên mới của sự đổi mới và bền vững. Tuy nhiên, ngành giao thông vận tải, một trong những nguồn phát thải lớn nhất, cũng đang chứng kiến những thay đổi đáng kể. Xe điện, EVs, đang nổi lên như một giải pháp đầy triển vọng, mặc dù không hoàn hảo, nhưng tiềm năng của chúng là vô cùng lớn. Nếu ta nhìn vào sự tiến bộ trong công nghệ, chỉ vài năm trước đây, xe điện còn là một khái niệm xa lạ với nhiều người, nhưng giờ đây, những chiếc xe điện đã dần trở thành một phần không thể thiếu của hệ thống giao thông hiện đại. Và điều đặc biệt là, khi được kết hợp với lưới điện tử năng lượng sạch, một chiếc xe điện chỉ thải ra khoảng 13 tấn CO2 trong suốt vòng đời của nó, so với con số khổng lồ 80 tấn CO2 của một chiếc xe chạy bằng xăng. Đó là một bước tiến vượt bậc. Không dừng lại ở đó, công nghệ sản xuất pin, yếu tố quan trọng đối với xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, cũng đang ngày càng hoàn thiện. Những đột phá trong công nghệ pin giúp giảm lượng khí thải trong quá trình sản xuất và kéo dài tuổi thọ của chúng. Điều này không chỉ làm giảm tác động môi trường mà còn tăng hiệu suất sử dụng, giúp chúng ta tối ưu hóa nguồn năng lượng sạch từ gió và mặt trời. Mặc dù việc sản xuất pin và lưu trữ năng lượng vẫn còn nhiều thách thức, nhưng con đường chúng ta đang đi không chỉ là hướng đến mục tiêu net zero, không phát thải, mà còn là mở ra những cánh cửa cho tương lai mới. Đó là tương lai mà các nguồn năng lượng sạch sẽ trở thành tiêu chuẩn, nơi mà xe điện và các giải pháp giao thông bền vững sẽ thay thế những chiếc xe xăng dầu cũ kỹ. Thế nhưng, để biến viễn cảnh ấy thành hiện thực, điều quan trọng là chúng ta phải hành động ngay từ bây giờ. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Mỗi hành động hôm nay, mỗi quyết định về năng lượng tái tạo, mỗi bước tiến trong giao thông vận tải không chỉ là cứu cánh cho khí hậu, mà còn là nền tảng quyết định tương lai của thế hệ mai sau. Thời gian không đứng về phía chúng ta, nhưng hy vọng thì luôn còn đó, nếu chúng ta biết nắm bắt nó một cách kịp thời và mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Biến đổi khí hậu là thách thức của cả nhân loại, nhưng mỗi chúng ta đều có sức mạnh để tạo ra sự thay đổi. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và muốn đồng hành cùng Kitten Explorer trên hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ cũng như các vấn đề quan trọng của thế giới, đừng quên nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, tìm hiểu những điều thú vị trong vũ trụ bí ẩn và hành tinh xanh này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.